Vâng, xin thưa anh, kính chào quý vị các bạn. Livestream của Bảo Trâm, bác Mạnh Cường và bác Phong Nguyễn đang diễn ra thì Automat bị nhảy. Do vậy là livestream dừng đột xuất. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi cái sự bất tiện vừa rồi. Và trở lại câu chuyện với chúng ta. Vâng, thưa các bác, sự thành công của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và đặc biệt là sự thành công của hai đội tuyển bóng đá đã đoạt huy chương vàng đã mang đến một cái luồng không khí tươi vui và phải nói phấn khởi ở toàn ở nhân dân Việt Nam. Thế thì trước hết là xin hỏi các bác ở bên Hoa Kỳ, các bác có xem đá banh ở SEA Games không ạ? Trước hết mời bác Mạnh Cường. Dạ thưa, chúng tôi có coi đá banh nhưng mà nó không được sốt sắng như là cái hồi xưa, như là cái hồi xưa còn ở Việt Nam, bởi vì rằng thì là những cái trận đá banh thì là nó rơi vào cái buổi tối ở Việt Nam, thì đời xưa đó là cái không khí buổi tối ở Việt Nam thì nó quá thuận lợi để mà chúng tôi theo dõi những cái cuộc đá banh đó. Bằng mấy lệ cuộc sống ở Việt Nam, cái phẩm chất của nó nhàn hạ chứ anh, nó không đến nỗi tất bật như là những người ở bên Mỹ. Thành ra đó, đấy mới là cái tôi cho rằng cái phẩm chất của cuộc sống nó quan trọng lắm. Và nhất là mình nhìn thấy rằng thì là ngoài cái câu chuyện mà Việt Nam ta thắng giải đó, thì lại còn thêm một cái điều nữa là để mà nói rằng thì là cái xã hội của nước Mỹ đó, là cái không khí của nước Mỹ đó, cái homeless, những nạn vô gia cư của nước Mỹ đó, nó tội nghiệp lắm thưa anh. Nó lạnh lẽo, nó tàn phá con người. Mà mình nhớ tới quê hương Việt Nam, mà nghĩa là có nóng bức với gì đó thì chúng ta cũng đi ra cái ghế bố, chúng ta để ra ngoài sân, hay là chúng ta ngồi ở dưới cầu đó. Thành ra đó, đấy mới là cái đẹp của quê hương đầy nắng ấm. Và đấy đấy mới là cái điều mà nó thôi thúc của chúng ta để mà chúng ta nhìn về quê hương, nhìn về đất nước và ôi những các cái nắng chan hòa của đồng bằng sông Cửu Long, nó là cái nguồn sống. Và bây giờ người ta nói về điện mặt trời, điện gió thì quả tình là ở Việt Nam nó thừa cái đó, và đây mới là cái đền bù của đất nước, của xã hội, của dân tộc, của thế giới, của dân tộc. Vâng, bác Cường có chia sẻ là ở bên Việt Nam mình xem bóng đá buổi tối. Cái ý bác nói là bên Mỹ là giờ đấy ban ngày người ta phải đi làm ấy, không thư thái mà xem được. Mời bác Phong Nguyễn cho ý kiến về bóng đá. Cũng rất là, cũng qua cái lời của bác Cường á, thì tôi thấy rất là cảm xúc. Tôi thấy rất là cảm xúc. Bác nhìn nhận về quê hương với một cái gì đó hoài niệm, một cái gì đó nó sâu sắc. Thì trở lại với câu hỏi của Bảo Trâm về cái vấn đề SEA Games. Thì ở bên đây á, anh được cái là ở bên đây anh rảnh lắm, nên anh theo dõi không sót môn nào hết. Còn nói chuyện mà tụ tập xem bóng đá bên đây á, thì không có. Anh nghĩ là ở dưới Bonsa, Cali thì có thể, chứ còn ở anh đây á, thì với lại nó xảy ra trong cái giờ đó, người ta ở bên đây là buổi sáng người ta đi làm em. Đúng rồi. Ai đâu mà đi coi bóng đá, bên đây phải đi làm thôi. Sáng ra là em biết cái sinh hoạt ở nước Mỹ là những cái gia đình Việt Nam lại vậy. Sáng ra là bắt đầu dỡ cơm, dỡ đồ theo để đi làm, đi ăn. Để ăn chứ họ đâu có mà thời gian đâu mà ngồi xem bóng đá, chỉ có mình anh rảnh rang anh coi. Thì lúc đó, sáng sớm ở bên đây thường thường đá banh bên kia 7 giờ thì bên đây là 8 giờ sáng á. Thì anh cũng có coi với con cái, anh coi được chút rồi tụi nó cũng đi làm thôi. Thì nói chung là cái riêng về cái SEA Games năm nay á, thì anh thấy nó là một cái sự kiện nổi bật, một sự kiện nổi bật ở trong khu vực. Là mình ý anh muốn nói là sau cái cơn đại dịch á, 2 năm kéo dài á, thì bao nhiêu cái khó khăn, rồi cái cuộc sống nó cũng bị bức bách, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ. Nhưng mà vừa rồi có cái SEA Games thì Việt Nam cũng cố gắng mà đạt được. Anh thấy họ tổ chức cũng khá tốt. Họ tổ chức cái cũng khá tốt đấy. Thì cái này là mình nhận định theo cái tầm nhìn của mình, so sánh với các cái kỳ SEA Games khác.
cộng với những cái bình luận của các cái phóng viên nước ngoài thì nói chung là khá tốt. Và riêng về cái thành tích của đội tuyển Việt Nam năm nay á, thì phải nói nó vượt trội. Thì cái lý do có nhiều người họ họ nghĩ là như vậy, thì bao giờ nước chủ nhà cũng vậy cả, cũng vượt trội cả, nhưng mà năm nay nó vượt xa quá. Cái vấn đề là nó vượt xa quá. Cái SEA Games nó là như vậy, tất nhiên là nước chủ nhà người ta vẫn có những cái ưu thế, người ta được chọn môn, trong cái môn đó họ có thể chọn từng cái phân khúc bộ môn nữa kìa đấy. Nhưng những cái môn Olympic là phải bắt buộc, là phải bắt buộc. Tất nhiên lợi thế thì có, nhưng mà cái khoảng cách mà huy chương vàng á, nó chênh lệch với cái đội Thái Lan tới cả trăm cái, thì cái này không phải là bình thường. Nó không phải là bình thường. Vâng, nó không phải là bình thường nữa rồi. Còn có nhiều người lại có suy nghĩ là ồ, tổ chức từ sân nhà rồi trọng tài đội binh vực. Không có, trọng tài đây là trọng tài quốc tế cả, tất cả bộ môn đều là trọng tài quốc tế. Nên bây giờ có thích thì không thích gì, mình vẫn nhìn nhận sự thật. Cái đó là điểm thứ nhất, là Việt Nam đã dẫn đầu và cái thành tích là phải nói là khá là ngoạn mục. Nói riêng về bóng đá thì đúng là một cái cảm giác gọi là vỡ òa, một cái cảm giác vỡ òa. Nó đi từ cái chuyện này qua chuyện khác. Ví dụ như nói về bóng đá đầu năm, cái trận mà với Trung Quốc là giống như là một cái gì đó mở hàng. Ngày mùng 1 Tết chúng ta đã thắng Trung Quốc 3-1. Mà cái đó nó mọi người nó giống như là đúng ý mọi người luôn, thua ai cũng được nhưng mà không được thua Trung Quốc. Nó rất hay cái chỗ đó rồi. Tiếp tục cái SEA Games, cái đội bóng đá nữ lại giữ được cái chức vô địch. Kế tiếp ngày sau Việt Nam tiếp tục giữ được cái chức vô địch. Hai cái niềm vui nó dồn dập đến. Thì giữa Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng là những trận cầu coi như là gây cấn, hấp dẫn. Tại vì bây giờ cái trình độ bóng đá trong khu vực các nước nó đã được nâng lên rồi. Ngày xưa người Thái họ làm trùm mười mấy năm trời. Bây giờ các cái khu vực bây giờ, thí dụ như Bảo Trâm có nhìn thấy Campuchia bây giờ họ đá cũng lên trên, Lào họ cũng lên trên, nó thu hẹp rồi. Giải đúng, nó không có khoảng chênh lệch nhiều lắm. Thì Việt Nam với Thái Lan là cái gì đó nó cũng gọi là kình địch đấy, kình địch đấy, thì cũng rất là vui. Cộng với một cái điều nữa là như vậy, đặc biệt chỉ có xảy ra ở Việt Nam về cái SEA Games là có quá nhiều khán giả theo dõi. Anh thấy trên khán đài mà Điền Kinh vẫn có nhiều người xem. Rồi. Cái điều đó nó nói lên cái gì? Còn bóng đá thì khỏi nói rồi, không cần đội tuyển Việt Nam. Ngồi đầy sân luôn. Cái đó là một cái hiện tượng lạ đối với các nước. Những cái lần SEA Games lần trước đó ở các nước á, không có đội chủ nhà, cái sân vắng tanh à. Vắng như chùa Bà Lanh nha. Cái đó nó nói lên một cái gì? Cái đời sống á của người Việt á ở bên Việt Nam á, nó khá là phong phú. Nó khá là phong phú. Tuy không phải là nước giàu. Vâng. Mới gọi là thoát nghèo thôi. Nhưng mà đi vào thực tế, cái tiêu dùng, cái hưởng thụ á, tuy cái GDP không cao. Vâng. Nhưng mà cái thực tế là cái BBB, cái thực tế tiêu dùng á, thì nó lại khác. Cái vấn đề là cái chỗ đó. Và người dân có vẻ sống thoải mái và họ hưởng thụ được mọi thứ. Cái đêm mà Việt Nam thắng Thái Lan, anh thấy hình như cả nước xuống đường ăn mừng. Đúng rồi, vui lắm. Rất là đi báo. Yeah. Đi báo. Nó mà em thấy không? Trong một quốc gia, cái điều đó rất rất cần thiết. Cái lòng tự hào dân tộc nó sẽ được xây dựng. Mà một quốc gia muốn phát triển thì phải có cái lòng tự hào dân tộc. Cái đó là điều tiên quyết. Cái hôm đó đi bão nhiều chuyện biết. Vui lắm. Ví dụ anh em đang ngồi nhậu ở ngoài vỉa hè, một đoàn đi bão không quen biết nhau nhé, bắt tay Việt Nam vô địch xong là mời bia, mời thuốc, mời nhậu luôn. Hoặc xe máy có lỡ tông nhau, bình thường mọi lần mà sừng cồ lên á, trợn mắt trợn mũi, nhưng mà xuống xua tay Việt Nam vô địch, không vấn đề gì. cái bóng đá nó làm cho con người ta gần nhau hơn. Vỡ hòa với cái niềm vui. Thì một cái đặc biệt là từ cái vùng sâu, vùng xa cho đến thành thị, hầu như cả nước đều xuống đường. Và anh thấy lác đác trong đó có một số người nước ngoài, họ cũng đi theo. Họ cảm niềm vui. Thấy một cái đối với người nước ngoài á, mà cái hình ảnh đó nó hiếm hoi lắm em.
Vâng. Không có nhiều đâu. Đúng. Họ họ thấy nó rất họ là ngạc nhiên lắm, họ ngạc nhiên lắm. Dạ, nó rất là lạ. Nhiều người thì nước ngoài họ đi thì tại vì ở Việt Nam á mà mỗi lần ăn mừng bóng đá là cả nước ăn mừng, nó ở một cái gì quá rộng. Thí dụ như ở đây ở thành phố anh, thí dụ như có bóng đá gì đó thì đội nhà thắng gì thì họ chỉ ở trong cái khu vực thôi, vậy thôi. Hoặc là thi đấu gì đó nó chỉ như địa tính địa phương thôi chứ nó không có lan tỏa lớn gì ở Việt Nam. Thì cái đặc thù ở Việt Nam là thật ra cái người dân Việt Nam á, nói thẳng luôn á họ họ còn rảnh quá, họ còn rảnh rang quá, họ còn dành nhiều thời gian để mà hưởng thụ quá. Chứ còn cái cường độ làm việc ở Việt Nam á không bằng Mỹ đâu. Đúng. Vâng. Không cần đâu. Như vậy mà là... không anh không nói là Mỹ, các nước công nghiệp đều phải như thế. Tại vì khi một xã hội công nghiệp nó đòi hỏi một con người công nghiệp là chạy. Em thấy người phương Tây họ đi rất là nhanh, vội vã, cuộc sống vội vã. Thì ở Việt Nam được có một cái là họ họ không giàu như họ sống có vẻ như là nó tà tà bình an và họ hưởng thụ theo theo mọi tầng lớp. À, người khá giả khác, người không khá giả khác là gì, nó cũng có điều kiện hưởng thụ đấy. Thì, nhường lời cho bác Mạnh Cường, nãy giờ bác Mạnh Cường chờ nãy giờ. tôi trở về cái vấn đề nó là cái chất lượng của cuộc sống thưa anh ở Việt Nam đấy là cái chất lượng của cuộc sống. Và mình nhớ rằng thì là cái bóng đá đó cũng nhân dịp để cho cải chính một tí. Là tôi nói rằng thì là cũng nhờ 100 năm mà nô lệ người Pháp đó thì thì Việt Nam ta cái bóng đá của Việt Nam ta nó thành ra một tôn giáo. Nó đối với cái Việt Nam ta, nó sang đến Việt Nam ta, tôi còn nhớ ngày xưa cái câu lạc bộ thanh niên đó ngoài Tây nó gọi là Cercle Sportif. Về sau rồi tới chiến tranh thì là có đội banh của tổng tham mưu ra biết vân vân. Thì anh thành ra cái rồi thì là cũng không phải rằng thì là cái luân phiên mà khán thính giả mà người ta chỉ coi cái đội banh Việt Nam đâu, người ta coi tất cả các cái đội banh khác. Và cái tinh thần thể thao của người ta đó là rất là vô tư, nó rất là vô tư. Bên rồi. Kia thắng vẫn hoàn ngô. Tôi bên nói rằng thì là đây mới là cái chất lượng của cuộc sống, đây mới là cái quan niệm nhân văn của con người Việt Nam. Vâng, đấy mới là cái điều mà chúng ta đáng nói. Còn ví dụ như là với Bảo Trâm thì tôi cũng lại còn ca tụng thêm tí nữa là Bảo Trâm là cái lúc mà sau Geneva mà chia đôi đất nước đó thì là miền Bắc thì là nó vẫn tiếp tục cái cuộc sống của cái thời Pháp thuộc, rồi thì là với cuộc cách mạng Việt Nam cái gì đó thì là cái nhìn của họ sáng suốt hơn, nó tội nghiệp hơn là cái miền Nam Việt Nam kinh qua hết là người Pháp rồi tới người Mỹ rồi người Nhật nhất đó, thì ra cũng xin những cái người mà ở miền Bắc cũng nên nhân nhượng, cũng nên thông cảm với cái thân phận bôn ba hết cái chế độ này đến chế độ kia đối với lại miền Nam Việt Nam thì anh nó cũng tội nghiệp lắm. Nhân đây tôi nhớ thấy cái bà mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, khi mà bà ấy được giúp đỡ để đi qua Mỹ cả mẹ con mới để gì đó, thì bà ấy qua đây rồi bà ấy cũng được các hội đoàn ở đây đón tiếp rồi cũng phủ cờ vàng cờ viết con mẹ gì đó. Thế rồi thì sau đó thì bà ấy nói rằng thì là bà ấy nói rằng thì là bà ấy thất vọng nước Mỹ không phải thiên đường vĩ đại, nước Mỹ vĩ đại lắm, nhưng mà hỡi ơi và ông ạ, cái nước Mỹ nó không vĩ đại như bà ấy tưởng. Và đấy mới là một trong những các cái mà chúng ta nên suy nghĩ. Và rồi thì chúng ta suy nghĩ luôn về cái mà nó nói là thì là những người Bắc di cư mà là đi tìm tự do đấy, tất cả cái đó là cái bọn truyền thông hải ngoại này đó, nó là một cái bọn nó khống chế
nó khống chế cái truyền thông, nó bôi đen cái những các cái bôi đen cái miền Bắc, rồi bôi đen luôn cái dân tộc mình, không ạ? Thành ra đây mới là cái mà mình cần phải xét lại đối với lại cái truyền thông hải ngoại, những cái thứ Ngô Kỷ hay là cái này cái kia đó, thì nó là nạn nhân, nó là nạn nhân của cái bọn mà nó, tôi gọi nó là cái bọn mà nuôi hận thù và bán hàng giả. Fake news nó chụp mũ với nhau thưa anh. Vâng, trở lại câu chuyện SEA Games thì bác Phong Nguyễn có nêu mấy vấn đề rất đúng. Trước hết là các sân bóng ở Việt Nam nhé, không cần đội chủ nhà, đặc biệt đây là sân Cẩm Phả, đều đông kín đặc khán giả. Mà khán giả nhé, họ cầm cờ Lào này, cầm cờ Đông Timor, cầm cờ Campuchia để cổ vũ cho những đội bóng mà không phải là quốc gia mình đá. Anh cho anh tiếp lời cái này. Anh mới nhớ được cái một cái chuyện về cái vận động viên người Đông Timor. Vâng. Anh nhớ không? Viên Đình Kinh. Kinh thì cái cậu ấy á, được cái huy chương bạc. Nhưng mà họ hình như họ tham gia, họ đi có mấy người à. Thì họ cũng không nghĩ là họ đạt được huy chương. Thì cái cảnh lúc ấy á, cậu ấy cũng mừng quá. Mà không có ai chia sẻ hết rồi. Nhưng mà lúc đó thì cậu ấy lại cầm cái lá cờ Việt Nam. Cầm cái lá cờ Việt Nam thì bây giờ không có biết cầm cái gì cả. Cầm lá cờ Việt Nam và cùng với hai vận động viên Việt Nam ăn mừng. Thì lúc đó, không, lúc đó thì có một cô bé tình nguyện viên đài mới chạy xuống cầm một cái lá cờ, mà anh không biết cái lá cờ này có phải Đông Timor hay không, cầm xuống chạy xuống đưa cho cậu ấy, đưa cho cậu ấy. Mình thấy nó dễ thương, cái nhìn cái cảnh đó nó rất là nhân văn, và nó có cái gì đó mà cái người Việt mình á có cái tính là giống như là hay có những cái động tác mà làm xua xoa dịu đi những cái mà khiếm khuyết của bạn đó, thì họ thấy vậy thì họ cùng nhau ăn mừng, thì cậu ấy cũng rất là vui rồi. Từ đó về sau á thì anh thấy có những cái hình ảnh liên tục về cái cậu huấn luyện viên, cậu vận động viên người Đông Timor. Vâng. Rồi mọi người quan tâm tới cậu này nhiều hơn. Tại vì thật ra cái hoàn cảnh nước Đông Timor họ cũng còn khổ lắm, họ khổ lắm. Thì ở mình á thì có những người họ đến họ cũng an ủi rồi tặng quà, tặng đồ rồi đưa cậu ấy chia. Anh thấy cảnh chia tay ở ngoài phi trường rồi gì đó cũng cảm động, và đặc biệt là tặng cho cậu ấy một non cối. Mà đồng chí đó nằm xuống để non cối trên đầu rồi rất yêu. Thế thì rất là dễ thương. Câu chuyện cổ tích. Mà cái câu chuyện đồng chí vận động viên đó về sẽ kể cho người nhà biết là ở Việt Nam mình một kỳ đại hội đáng nhớ. Nó giống như một câu chuyện cổ tích ở trong cái SEA Games năm nay, giữa cái tính hiếu khách của người Việt cũng như là cái lòng vị tha của người Việt đấy, cũng như là có một chút gì cao thượng. Tức là đấy, thì có chi tiết như này, khi mà anh ta bình thường vận động viên Điền Kinh ý, khi mà được giải cao họ hay khoác cái cờ họ lên vai, họ chạy chạy một vòng đường bít. Thế anh này anh không có cờ, thế thì có một ông nào đó đưa anh ta cái cờ của Indonesia, anh ta cầm nhưng mà dở ra rất bối rối vì là Đông Timor là tách ra từ một tỉnh đúng Indo, thế là anh ta lại cầm vo lại nhưng mà bối rối. Thế thì một bạn tình nguyện viên của mình đưa cho anh ta cái cờ Đông Timor của anh ta, sau đó anh ta cất cờ đi và cầm cờ Việt Nam để cùng tri ân đất nước Việt Nam, khán giả Việt Nam. Cái hình ảnh nó rất đẹp, cái hình ảnh rất đoàn đẹp. Kết đấy, đoàn kết và tự thân ái, đó tinh thần của thể thao đấy. Và câu chuyện bác Phong Nguyễn chia sẻ thì đúng rồi, tức là người nước ngoài ấy, họ sang Việt Nam mà gặp đúng cái dịp bóng đá ăn mừng này, họ rất là vui vì rất hiếm khi mà gặp cái trùng hợp như vậy, trùng hợp của kỳ đại hội mẹ, trùng hợp mà mình được giải cao mà người dân đi báo ăn mừng, mà họ ngạc nhiên lắm, thấy tràn ngập cờ đỏ ngoài đường á. Nên là phóng viên nước ngoài ấy, đã từng viết một bài là một đất nước rất kỳ lạ, không một dân tộc nào yêu đã cờ đỏ sao vàng quốc kỳ như là dân tộc Việt Nam đấy. Vâng, đó là đối với Việt Nam cái bóng tròn bóng đá đó nó là một tôn giáo thưa anh, thành ra đó cái câu chuyện là chỉ là cờ đỏ sao vàng hay là cờ vàng ba sọc đỏ hay là gì đó, nó là chuyện nhỏ
đối với lại cái khán thính giả rất là vô tư của người dân Việt Nam. Đây mới là cái mà cái nhân bản của đất nước. Còn cái bọn mà nó cứ chia rẽ cờ đỏ cờ vàng cái gì đó thì đấy mới là cái bọn buôn hận thù. Bọn không những nó là nó ác, cái bọn đó tôi thấy là nó dã tâm chứ nó không phải là cái dã tâm của nó. Và nhân đây cái bọn truyền thông hải ngoại đó, cái tội của nó rất lớn, đó là cái bọn mà cái bọn mà bây giờ phải đặt cái vấn đề đối với cái truyền thông hải ngoại. Nó là bọn công giáo nhưng mà nó không phải là đạo của Chúa, nó không phải là mình vì mọi người vì mình. Bọn này là cái bọn mà tôi gọi rằng thì là đạo công giáo, là người ta nói là lỗi tại tôi bọn mọi đàng, tức là đấm ngược mình. Còn cái bọn hải ngoại này đó thì là nó đấm ngược người bên cạnh. Thành ra nó mình mới nhìn thấy cái rắc rối, cái tội ác của cái truyền thông hải ngoại nó lớn lắm thưa anh. Vâng, ý là đồ thừa. Vâng, anh cũng là lặp lại về cái vấn đề bóng đá Việt Nam hiện nay một tí. Thì cái anh rất là mê bóng đá. Thì từ cái mình cái kết quả được ngày hôm nay á, thì nói chứ chúng ta cũng phải nhớ ơn Bầu Đức. Rồi. Ông Bầu Đức là cái người đầu tiên mà đưa về có cái nền tảng, dạ, hoặc là đưa về trả lương không nói, nhưng mà đã có một cái huấn luyện bài bản, theo kiểu chuyên nghiệp ra đấy. Một, dạ, đào tạo ra một cái thế hệ. Thì em biết rồi. Mình nhìn lại đi, bây giờ cái lứa cầu thủ bây giờ họ được nâng cao về cái tầm vóc, về cái thể lực, cộng với một cái rất là rõ ràng luôn là cái văn hóa. Họ có văn hóa, nó không phải như cái thế hệ trước. Nó không phải như thế hệ trước. Mới thế hệ trước, cái đời trước á, mà cầu thủ mới nổi tiếng một cái là tối đi ba rồi. Đi ba ăn rồi chơi, bán độ rồi đúng chơi, rồi đủ. Bây giờ á, mà tại vì vừa rồi á, anh có coi cái, anh có xem trên VTV có phỏng vấn cái cậu mà đánh đầu vào cái bàn thắng là Nhâm Mạnh Dũng á. Mạnh Dũng. Thì nói về cái quả đánh đầu đó, thì cậu ấy cũng hồn nhiên vô tư nói thì em trong buổi tập thì em nhảy lên em đánh đầu thôi, chứ làm sao mà em canh để nó vào cái góc chết đó làm sao nữa. Thì mình chỉ là theo quán tính, nhảy lên đánh đầu họ. Cậu ấy trả lời rất là khiêm tốn. Mà cái câu trả lời đó nó nói lên cái gì? Nói lên là một cái người có văn hóa, có chừng mực, có chừng mực. Đấy, có chừng mực mà cậu ấy trả lời như vậy, cũng như là các cái lứa cầu thủ bây giờ á, mình thấy á, khi họ đá, lối đá trên sân họ không có cái lối đá xấu, đá rắn. Họ vẫn bản lĩnh và có cái lối đá nó chững chạc hơn. Cây cũ không chịu hạ. Đúng, nó chững chạc hơn. Rồi cái sinh hoạt á, có vẻ nó lành mạnh hơn. Nó lành mạnh hơn. Thì cũng đáng mừng cho cái lứa cầu thủ của Việt Nam. Và cái đó là cái gì? Cái đó là một cái bước đệm, một cái bước đệm tiếp tục phát triển. Và cái bóng đá của Việt Nam dần dần nó đi vào chuyên nghiệp hơn. Đúng rồi. Nó chuyên nghiệp hơn nữa. Và anh tin chắc là với cái đà này, và với cái cách, cái quan tâm của nhà nước cũng như là của toàn dân đối với cái nền bóng đá Việt Nam, thì anh nghĩ sẽ càng phát triển hơn nữa. Bây giờ chúng ta tạm quên người Thái qua đi. Bây giờ chúng ta phải đặt mục tiêu là Hàn và Nhật. Vâng, châu Á đấy. Hàn và Nhật. Vâng, đứng chứ còn người Thái là bình thường đi. Đừng có quan tâm nhiều tới người Thái, phải đặt mục tiêu cao hơn. Và anh nghĩ nếu mà chúng ta có cái chuẩn bị tốt thì chúng ta với cái khả năng của các cái lứa cầu thủ trẻ hôm nay á, với cái thể lực, với kỹ thuật toàn diện như vậy thì họ có thể tất nhiên là mình phải rèn luyện thêm nhiều lắm và mình đặt ra những cái mục tiêu cao hơn. Trở lại Bảo Trọng. Vâng, bác Phong Nguyễn có chia sẻ ý kiến đúng là cầu thủ bây giờ mình được nâng cao tầm vóc và nền tảng thể hình, thể lực. Trước đây đánh đầu không chiến là một cái điểm yếu của bóng đá Việt Nam, nhưng bây giờ các trận đấu quan trọng đều chốt hạ bằng những pha đánh đầu. Trận trước thì Tiến Linh đánh đầu, trận này thì Mạnh Dũng đánh đầu. Đó là cái cải thiện. Và như bác Mạnh Cường nói đấy, người Việt Nam đi, bác Mạnh Cường và bác Phong Nguyễn nói, người Việt Nam tuy nghèo, chưa phải giàu đâu, vừa thoát nghèo thôi, mà đi xem bóng đá rất đông và rất hồn nhiên, lạc quan. Nên là trước đây thì có một tổ chức quốc tế người ta hỏi, thì người dân Việt Nam
đều trả lời là đất nước đang sống và người dân Việt Nam là cảm thấy mình là hạnh phúc. Cái điều đó là đã được một cái nhóm nước ngoài người ta khảo sát á, và đấy là thể hiện được cái đời sống về tinh thần ngày càng nâng cao. Bạn và mời bác Mạnh Cường. Vâng, thưa anh, thành ra cái thái độ của cậu đó khi cậu ấy nói về cái cú đánh đầu của cậu ấy đi vào cái góc đó, tôi thấy nó là một cái thái độ của một người trẻ hiền lành, vô tư, và đấy mới là cái thế hệ hiện tại bây giờ của đất nước. Vâng. Cậu ấy đại biểu cho cái thế hệ hiện tại bây giờ của đất nước. Thế còn một chi tiết này bác ạ. Ở trên mạng YouTube thì thấy rất nhiều đoạn video những người gọi là chống cộng cực đoan xem bóng đá Việt Nam á, thì họ cũng vui mừng lắm, vui mừng khi mình ghi bàn, cầu thủ Việt Nam ghi bàn. Chỉ có một điều ấy là họ rất căm thù cờ đỏ, nhưng mà ở trên sân vận động thì toàn là cờ đỏ thôi. Cầu thủ Việt Nam mặc áo cờ đỏ cũng có cái quốc kỳ ở ngực trái, thì không biết là lúc đấy thì họ có tẩy chay hay không, có boycott hay không, nhưng mà quả thật là đó là một cái, theo cá nhân Bảo Trâm nghĩ thì dù sao họ cũng vẫn còn một cái tình đồng bào, cái niềm tự hào là người gốc Việt. Nên là rõ ràng mình khi đội xem đá banh Việt Nam dù mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhưng mà ghi bàn thấy họ cũng nhảy lên ở trong quán cà phê đấy, ăn mừng. Trong đó có rất nhiều gương mặt là gọi là chống cộng cực đoan đấy. Thì anh tiến lại em cái vấn đề này, nó là như vậy. Cái đó nó thật ra anh thấy á, đa số người Việt bên đây họ theo dõi bóng đá Việt Nam á với một cái tính chất rất là vô tư, họ không có phân biệt cờ vàng cờ gì hết, chỉ có một chút một số nào gọi là tinh hoa đó, họ thế này thế kia thôi, chứ còn cộng đồng họ đến họ coi thì họ coi hay bóng đá Việt Nam hay cờ đỏ rồi hay, nhưng mà có những cái giới họ vẫn cứ hàng học. Ví dụ như vậy, ví dụ như cái trường hợp mà cái ông huấn luyện viên mà đứng bắt tay với ông Phạm Minh Chính mà Polkin mà đứng mà chống nạnh mà cái kiểu coi thường á, nhưng mà có một cái giới tinh hoa ở bên Bonsa lại nghĩ như vậy. Một cái cậu đó là kỹ sư mà nói ở trên kênh phố Bonsa luôn, cái ông thủ tướng gì mà nhục dữ vậy, khúm núm cái thằng huấn luyện viên này lại gì mà phải khúm núm như nó. Họ nhìn, họ có cặp mắt nó nhìn ngược, vâng, họ nhìn ngược, ai cũng nhìn vô là thấy cái ông huấn luyện viên này là cái thái độ là gọi là vô văn hóa. Mình bắt tay với bất cứ ai cũng không được làm như thế, chứ không gì nói đến một cái vị lãnh đạo một quốc gia. Có đôi lúc mình không ưa đi nữa. Đấy, nguyên thủ với nhau, họ gặp nhau, họ còn họ kình địch đó, nhưng mà họ chưa đến nỗi mà họ đứng họ chống tay vậy. Nên anh thấy cái ông huấn luyện viên này theo anh á, thì anh mấy bữa nay thì báo chí Thái Lan họ cũng nói dữ lắm, người dân Thái Lan họ phản bác dữ lắm. Thì anh nghĩ là nên cho ông ấy nghỉ việc là vừa. Chứ để một người thiếu văn hóa như vậy mà huấn luyện cho một cái giới trẻ ở Thái Lan thì nó nguy hiểm quá. Nó không có tốt đâu. Đấy, thì có đôi lúc á mình thấy là gì, ông này ông mất kiểm soát ông. Mà một bản lĩnh của một người huấn luyện viên không có, thắng bại là chuyện bình thường. Yeah. Là chuyện bình thường. Nhưng mà anh thấy hầu như ổng hậm hực, ổng mất kiểm soát. Ổng mất kiểm soát luôn. Ổng cầm cái, em thấy không, ổng cầm cái bảng tên ổng vứt xuống. Rồi có nhiều khi ổng ngồi bệt, ổng ngồi xuống giống như là... Cái tâm trạng, một cái mặt cảm của những các cái người mà tới giờ này vẫn hãy còn bầu cờ sắc áo, vẫn còn cái biên giới này biên giới kia, nào là cờ máu với lại gì đó, nó tội nghiệp cho họ lắm thưa anh. Vâng, bà Phong Nguyễn thông tin rất là hay về một cái vị gọi là tinh hoa hải ngoại đấy, nhưng mà nhìn ngược về tấm ảnh mà ông thủ tướng của chúng ta bắt tay huấn luyện viên, và phải nói là thể hiện cái sự mến khách và quan tâm của lãnh đạo Việt Nam, nguyên thủ Việt Nam với cái bóng đá và với đội bạn. Và phải hiểu là đời huấn luyện viên rất là ngắn, mà không phải là lúc nào cũng được một nguyên thủ quốc gia khác bắt tay đâu. Nên là ở đây thay vì là chê trách cái anh chàng huấn luyện viên kia, thì cái ông tinh hoa hải ngoại lại nhìn ngược lại trách là nguyên thủ của mình. Mà cái việc mà nguyên thủ đến bắt tay cầu thủ và huấn luyện viên đội bạn cũng như để trao giải, trao đeo cái medal ấy, huy chương ấy, là có trong chương trình kế hoạch từ trước rồi. Để thể hiện cái sự trọng thị và tính chất quan trọng và quan tâm đến một cái trận cầu đỉnh cao như vậy.
lẽ ra là đa số người ta trách cái thái độ của cái ông kia, cái ông huấn luyện viên ấy. Người ta là nguyên thủ mà người ta còn ân cần như vậy, thì ông Tinh Hoài gọi lại trách ngược. Thì là... ở bên đây cái số mà mình cho là Tinh Hoa thì em anh khẳng định luôn không có nhiều đâu, mà cái nhìn của họ nó bị ngược. Vâng, nó ngược lại hết á. Mà một cái hình ảnh như họ là Tinh Hoa mà họ nhìn vô một cái hình ảnh đó thì họ không biết họ suy nghĩ cái gì. Vâng, mà họ lại nói như vậy, nên nên thôi quên họ đi. Vâng, không có quan tâm làm gì. Chắc là nha. Do thái độ hằn học và cay cú và cũng như là ghét cộng sản quá mà nó mang cái tính chất trẻ con. Đấy. Dạ, trẻ con. Vâng. Đây rồi, tiếp lời bác Mạnh Cường. Vâng, bác Mạnh Cường có ý kiến gì không ạ? Dạ, thưa anh, Tinh Hoa thì đó nó cũng tội nghiệp khi mà phỏng vấn mấy quý vị gọi là Tinh Hoa đó, và quý vị đó thấy là lòng mình rỗng tuếch và thấy rằng thì là thế giới nó trọng cái bên kia cơ, nó trọng cái người bên kia cơ, chứ không phải là trọng mình. Thành ra cái mà gọi là Tinh Hoa đó, quý vị đó cũng thấy mắc. Chả nhẽ mình đội quần. Vâng, thì vâng, phải nói là cái từ của một cái kênh YouTube bên Mỹ dùng cái từ Tinh Hoa Hải Ngoại, mà từ bữa đó giờ rất nhiều kênh ở YouTube Việt Nam họ dùng cái từ đó. Bắt trend luôn. Thế là cái từ đó là họ gọi mà với ý đồ là diễu cợt một chút chứ không phải là tôn trọng Tinh Hoa đấy mà. Thế thôi. Yeah. Xin cảm ơn hai bác khách mời của chúng ta hôm nay, chúng ta gọi là bình luận một chút về cái sự kiện SEA Games ở Việt Nam và thành công bóng đá Việt Nam. Chúc hai bác có một tuần mới tràn đầy năng lượng và thật ấm áp. Cảm ơn các bác. Bác tới rồi. Vâng, chờ. Góc phố của mình hãy trả lại tôi những cây phượng đỏ. bác mẹ nhân sĩ Nguyễn Mạnh Cường dạ còn có vẻ là rất romantic, rất là lãng mạn mộng mơ. Rồi chào các bác ạ. Chào mọi người. Chào The Corner. Dạ em chào bác Cường. Chào mọi người.